Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, hội nghị thượng đỉnh sáng kiến ba biển lần thứ 9 đã diễn ra tại thủ đô Vilnius của Litva với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU nằm giữa khu vực biển Baltic, biển Đen và biển Adriatic. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, an ninh mạng cũng như trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine. Hội nghị lần này cũng có sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bối cảnh Kiev đang kêu gọi viện trợ quân sự từ các nước châu Âu. Bên lề hội nghị, ông Zelensky cũng đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước Séc, Romania, Latvia và Litva để trao đổi về tình hình Ukraine. Hôm qua, Hội đồng Thống đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã có cuộc họp khẩn theo yêu cầu của cả Ukraine và Nga để thảo luận về các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Phát biểu tại cuộc họp diễn ra tại Viên Áo, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi kêu gọi kiềm chế tối đa khi cho rằng vụ tấn công đã làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân. Ông nhấn mạnh các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào nhà máy Zaporizhia đánh dấu sự leo thang về các mối nguy hiểm an toàn và an ninh hạt nhân. Người đứng đầu IAEA kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực giảm leo thang căng thẳng và tránh mọi hành động vi phạm các nguyên tắc của IAEA. Ông cũng cho biết sẽ thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này vào tuần tới. Trước đó, ngày 7 tháng 4, các thiết bị bay không người lái UAV đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, gây hư hại một trong 6 tổ máy phát điện, nhưng không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Hiện chưa xác định bên nào thực hiện vụ việc. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất, song để ngỏ khả năng lới lỏng chính sách tiền tệ khi lạm phát chậm lại. Đây cũng là lần thứ 5 liên tiếp ECB duy trì lãi suất chủ chốt ở mức cao kỷ lục là 4%. ECB cho biết hầu hết các số liệu lạm phát cơ bản đang giảm và tăng trưởng tiền lương, mối quan ngại lớn trong những tháng gần đây, đang chừng mực hơn. ECB cho biết hầu hết các số liệu lạm phát cơ bản đang giảm và tăng trưởng tiền lương, mối quan ngại lớn trong những tháng gần đây, đang chừng mực hơn. Theo ECB, các lần tăng lãi suất trước đây tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu, góp phần kéo lạm phát xuống, song sức ép giá cả trong khu vực vẫn là điều gây lo ngại. ECB nhấn mạnh rằng các quyết định của ngân hàng này sẽ tiếp tục dựa trên các dữ liệu kinh tế trong thời gian tới và ECB không cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể. Mùa cháy rừng năm 2023 ở châu Âu là một trong những đợt cháy rừng tồi tệ nhất trong thế kỷ này, báo cáo được Ủy ban châu Âu EC công bố hôm qua. Theo báo cáo, các vụ cháy đã thiêu rụi hơn 500.000 hecta rừng, lớn gấp đôi diện tích Luxembourg và là một trong những năm xảy ra cháy rừng tồi tệ nhất thế kỷ. Trước đó, châu Âu cũng đã chứng kiến các đợt cháy rừng tồi tệ xảy ra vào các năm 2007, 2017 và 2022. Cũng theo báo cáo trên, cháy rừng trong mùa hè năm ngoái chủ yếu xảy ra ở các nước thuộc khu vực Địa Trung Hải, trong đó lớn nhất là ở Hy Lạp. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm nay, số vụ cháy rừng ở châu Âu cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng khí thải CO2 từ các vụ cháy rừng lên tới 20 megaton, bằng 1/3 lượng khí thải phát ra từ các hoạt động hàng không quốc tế ở EU trong một năm. Hôm qua, gã khổng lồ công nghệ Meta của Mỹ cho biết đang phát triển các công cụ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để bảo vệ người dùng ở độ tuổi thanh thiếu niên trước các trò lừa đảo tống tiền trên nền tảng Instagram. Động thái trên được đưa ra sau những báo cáo về tình trạng nhiều nhóm tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo, dụ dỗ người dùng trẻ tuổi cung cấp những hình ảnh nhạy cảm, sau đó đe dọa phát tán công khai nếu không nhận được một khoản tiền. Công cụ mới tích hợp AI đang được Meta thử nghiệm, có khả năng tìm kiếm, phân tích và làm mờ những bức ảnh nhạy cảm được gửi đến trẻ vị thành niên trên hệ thống nhắn tin của ứng dụng Instagram. Bằng cách này, người nhận không phải xem những nội dung không mong muốn và có quyền lựa chọn tiếp tục xem hình ảnh hay không. Meta khẳng định công cụ trên sẽ giúp bảo vệ giới trẻ, đồng thời ngăn những kẻ lừa đảo và tội phạm tìm kiếm và tiếp cận người dùng thanh thiếu niên. Theo giới chức Mỹ, riêng trong năm 2022, khoảng 3.000 thanh thiếu niên ở nước này đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo theo hình thức nói trên. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.